Nhưng mà ế nha, ai có nhu cầu gì thì người yêu gì qua kiếm mình nha. Mặt bạn xài gì mà bị dữ vậy chị? Bạn dị ứng cái gì bạn không biết nha em. Xong đi lấy mụn xong bị viêm lên nha, trăm mấy luôn. Bị mụn bị như vậy cỡ 3 tháng hết không chị? 2 tháng hết nha em, 2 tháng là 60 ngày, 10 lần rồi đủ rồi đó mọi người. 2 tháng, 2 tháng là hết. Mà cũng không biết đâu mọi người ơi, bỗng một ngày bạn hết mụn mình cũng không biết được đâu, khách tin mình bỗng một ngày hết mụn luôn á. Có nghĩa là mình đoán cho bạn là khoảng 10 lần là hết. Nhưng mà có một số ca là nó tiến triển tốt mà mọi người. Như bạn này nếu mà da bạn còn nhỏ tiến triển tốt á, thì từ 5 tới 7 lần mà nó độ ổn dữ lắm rồi nha mọi người. Chứ không phải nói 10 lần là 10 lần nha. Nó quan trọng theo cái tiến trình, cái cải thiện của da bạn nữa. Tay nghề của chị Hoài tốt lắm mọi người. Ui trời ơi, xong cái này chắc chị hot lắm luôn. TikTok qua để kiếm video, ai ngờ chị phát trực tiếp luôn. Ừ đó, chị đang trực tiếp hai bên luôn đó em. 135. Em nổi tiếng cả thế giới rồi. Em nổi tiếng ở nước ngoài luôn rồi đó mọi người. Từ bên TikTok qua nè. Nhiều bạn từ TikTok qua lắm rồi đó. Qua đây, qua đây, qua đây. Hôm nay chị muốn số hỏi thăm qua đây. Ai bên TikTok qua thì nói nha mọi người, ai bên TikTok thì qua thì nói nha. Bởi vì chị cho em hỏi chị giọng dễ thương kia đi chị à, đi hai lần quên hỏi à. Tinh hạnh nha em. Chị ta hỏi vậy thôi. Em bên TikTok nè chị. Thấy đâu thanh thang. Từ TikTok qua nói nha mấy đứa. Em xem ghi hiền luôn á chị. Này bị sẹo chắc luôn. Ừ, chị sẽ hạn chế sẹo cho bạn. Chị sẽ cho nghệ nè, dưỡng nè, cho bạn đắp lên hàng ngày. Cái ca này mà không không hết mụn không lấy tiền nha mọi người. Chưa hả? Em vừa qua nè. Hello 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 mấy đứa ơi, nếu mà từ TikTok qua thì nhớ hai cái bài của chị trước nha, rồi để sau này. Hello em, hello Tân Phong. TikTok qua đây. Hello, hello, hello. Em từ TikTok qua nè, em từ TikTok qua nè. Trời ơi, mấy đứa bài dữ vậy. Em bên TikTok qua nè, hello em. Coi đi em. Mình bên TikTok qua. Hello, hello, hello. Trời ơi, cảm ơn mọi người nha. TikTok qua luôn nè chị. Em cũng từ TikTok. Lên TikTok. Lên Facebook. Lên Facebook coi nha mấy đứa ơi. Hello mấy đứa nha. Hello mấy đứa từ TikTok qua nha. Tụi em. Trời ơi, hôm nay vui quá nè mấy đứa. Trời mé view. Ừ cái view khủng chưa. Chiều mấy giờ qua vậy chiều? Bạn chiều không có qua rồi. Phát ơi. Em cũng TikTok qua nè chị. Hello mấy đứa. Từ TikTok qua mấy đứa nhớ like cái trang bay của chị nha. Em cũng từ TikTok qua nè. Trời ơi mấy đứa ơi, mấy đứa làm chị vui quá à. Em từ Trung Quốc qua nè. 176. TikTok 100 mấy luôn hả? Ừ. Trời ơi. Trời ơi chị hot mà. Nhờ em đó. Em thấy coi mấy người mấy triệu view vô ai cũng có mấy chục người coi. Ừ đúng rồi. Ca này nặng quá chị ơi, mình từ TikTok qua luôn á. Cảm ơn bạn nha. Hello hello mọi người TikTok qua nha. Sao không nhận được thông báo ta? Trời ơi sao không bật thông báo hay sao? Em từ Facebook qua nè, từ TikTok qua nè, từ TikTok qua nè. Ừ. Sao vậy chị? Không biết không ăn chịu bận cái gì hay sao Pháp ơi. Sướng mắt thế. Ồ cảm ơn mấy đứa nha, từ TikTok qua.
coi á, thì nhớ like cho fanpage của chị nha mấy đứa. Nhớ quyên góp. Nè nè, em phải kêu đi chứ. Nè mọi người ơi. Mọi người ơi, nhớ quyên góp cho bạn nha. Bán đấu giá để cho bạn có tiền đi điều trị mụn nè. Bạn hết tiền đi điều trị mụn rồi, đi điều trị mụn ở chỗ khác mà hết 5 triệu rồi đó, mà chưa hết mà bị nặng thêm nữa nè. Trời ơi, 200 mấy người rồi. Muốn xỉu mọi người ơi. Quay qua bạn kia đi chị, bạn nào like như này anh thấy khó chịu đó. Lần trước em đi chị người ta quay mặt khó chịu. Ông bạn cho quay nha mọi người. Phê quá chị ơi, gần 200 người. Em từ wifi qua. Em từ Việt Nam qua kênh chị luôn. Chào hello mấy đứa nha. Thời tới cả không kịp mấy đứa ơi. Chị ở đâu vậy? Chị ở Gò Vấp nha. Giọng chị đọc bình luận trên TikTok hay vãi. Đúng rồi. Còn Hạnh đâu rồi? Trời đất ơi, bỏ xuống buông đào xuống giùm chị coi. Trời ơi, nó đang like mà nó đói bụng quá, nó đi ăn rồi mọi người. Chờ chút xíu nha. Có hủ tê không mà? Không nha em. Lấy nhân bụng xong rồi nó hơi đau chút thôi, nhưng mà nó lành liền. Mình uống tê là nó sẽ bị cơ, nó bị teo cái cơ lại á. Nó bị mua hủ tê mà sáu ngày rồi còn tê luôn. Nó cứng tê cơ lại á thì nó sẽ không có lành da cho bạn mau được nha. Em từ Việt Nam qua bên kênh chị luôn. Trời cảm ơn mấy đứa nha. Trời ơi, đã qua cái kênh Facebook của chị. Qua thì theo dõi chị nha, với theo dõi TikTok của chị nha mấy đứa. Em từ Việt Nam qua. Hai chị cho em, chị cho xem mặt chị quay bên TikTok đi. Chị quay bên TikTok hả? Nó đi ăn rồi, chờ chút xíu. Đây thôi. Em về em quay cái mặt của em lên là em bao follow luôn á, chứ không có cần gì tới chị luôn á. Luôn à. Ừ. Tên như đó đừng có nói chuyện em ảo nha. Không. Ý là em quay cái mặt mụn của em á. Em lên follow luôn đấy. Ghê quá. Trời ơi. Em quay cái mặt em lên xong rồi mọi người ơi, cứu mình với, mình phải làm sao là cả ngàn bình luận luôn á. Chứ mấy bạn follow anh ta Facebook. Hổ này nặng hết mấy đỉnh, chị sẽ trị hết ca này mụn này cho bạn nha. Chị bạn chỉ cần kiên trì, chị sẽ điều trị hết ca này cho bạn. Mà chị đâu tính ra là ma mụn em chị ít nặng luôn á. Lần đầu tiên cười lần đầu tiên có ca mụn khủng này cập bến nhà Hana nha mọi người ơi. Từ TikTok qua luôn nè chị, cảm ơn mấy đứa đã từ TikTok qua nha. Chờ chút xíu là chị sẽ lên Zalo mấy đứa nha. Chút xíu là chị lên Zalo chị nói chuyện mấy đứa trên TikTok ha. Em lần trước đi chị chỗ khác lần đầu nặng đau phát khóc luôn. Bởi mặt em nhiều mụn đầu đen. Bởi vậy nặng cũng có nhiều chỗ nha. Bạn Luân ơi, em thấy nặng có đau hơn với cái chỗ cũ của em không? Cũng đau đau vậy hả em? Trời mày chết quớt mày. Thốn lắm đúng không? Ừ, bên chị không có thốn đúng không em? Ừ mày nói đúng coi. Vậy đi. Tiếp đi Hạnh. Đó vợ em đó. Tôi đi ăn. Chị quay mấy chị kia đi chứ, quay chị dậy chán lắm. Thanh Sang ơi, chờ chút xíu, chị đang quay mụn cho mọi người mà. Em bên Vũ Hán qua nè chị. Em bên Vũ Hán qua nè chị. Em bên Vũ Hán qua. Trời ơi, cô Guna không mấy đứa. Cố lên em, cố lên em. 500 view đi mọi người. Mọi người ơi, qua trang Facebook xem nha. Chị Hạnh mà nó biết live stream rồi. Nó bị bệnh á. Tụi nó biết live stream rồi. Da này giống bạn tự nặng ở nhà mới bị mài vậy. Không, bạn nặng ở chỗ bệnh viện đó mọi người. Mà bị đóng mài như vậy đó. Nói chung là nặng bên chị nó cũng sẽ đóng mài như vậy nha. Nhưng mà nó hạn chế viêm hơn so với bên kia nha. Trời ơi, nhìn cái tay chị nặng đầy nhân hình vừa thích quá nè, coi nè. Thấy gì chưa? Quay chị Hạnh giùm em. Không đâu nha mấy đứa, chờ chút xíu. Chờ chị xuống, chị lên TikTok, chị sẽ quay Hạnh cho. Nè Hạnh đó, thấy chưa? Trên TikTok á. Em ở trong team chị ra nè. Hello mấy đứa, em từ TikTok qua. Trời ơi mọi người ơi, cảm ơn mọi người đã từ TikTok qua nha. Mình biết hết hầm 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 qua.
mày đâu có anh mày đâu mà. Quay chị Hạnh, Hạnh ơi, bây giờ em lên TikTok đi. Là Hạnh, Hạnh, Hạnh nó đang trên TikTok đó mọi người đó. Thấy chưa? Thấy Hạnh trên TikTok cho mọi người, lên TikTok lại đi. Quay chị quay bên TikTok đi chị ơi, em lên trên TikTok kìa, nó đang đứng kìa em. Trời ơi, rối não với mấy đứa này thiệt chứ. Giọng hay quá trời ơi, thiệt chết. Gì mà nặng quá vậy, ừ, nặng hơi nặng đấy. Em vừa từ trang thiên tai qua nè, trời ơi. À em thấy rồi chị. Chị mặc áo hồng phải không? Chị là người quay Facebook là chị người bằng áo hồng, còn cái con bé mà bằng áo cam áo đen là cái con mà ở trên TikTok, ok chưa? Còn cái bạn áo hồng đứng là bạn của cái bạn đi lấy mụn. Ừ, đi info chị Hạnh đi chị, chờ chút xíu đi mấy đứa ơi, mấy đứa từ từ bình tĩnh. Chị đó đẹp gái dữ ta, cô sao không biết được bạn đeo khẩu trang biết đẹp gái luôn ha, em nói chị vậy. Đấy, chị đây nè, chị là người quay Facebook nha mấy đứa, chứ không phải là quay TikTok nha. Chị Hạnh đẹp gái quá nè, ủa chị tan nát cho thời trang không, chưa tan nát đâu, còn được. Làm xong có sẹo gỗ không ạ? À? Bạn có sẹo sẵn rồi nên xin sẽ có sẹo chút xíu nha, nên chị phục hồi lại được. Ca này khủng thiệt, đúng rồi, quá khủng. Bạn ấy gì mà bị nặng vậy chị? Bạn bị dị ứng xong rồi bạn đi lấy nhân mụn nhưng mà nó bị viêm lên đó, xong rồi qua chị chữa lại. Xéo sắc quá nha. Bạn ấy xong quay lại mới qua kia em coi xong quay lại ưa. Nè mấy đứa, chị là bên Facebook nè. Chị bằng áo hồng đó mấy đứa. Coi video. Đi nặng bụng đeo khẩu trang được không chị? Không nha. Đánh quá nha. Chị Hạnh mất tiêu nữa rồi. Ừ Hạnh ơi, đút cái đầu vô em. Cầm cái gì cứng cứng quét một vòng đi chị. Ừ là ta cái mặt luôn nha. Chị ơi quay nhân mụn trên. Em nói cái gì chị không hiểu. Chị người miền Tây á chị người miền Tây nha. Ca này căng nha. Ừ căng lắm em ơi. Chị ở Tiền Giang. Ủa khúc nào vậy em? Chị ở Cái Bè. Xa xôi lắm. Đã quá luôn. Nặng cái này xong xỉu 3 ngày chưa tỉnh. Trời ơi nó còn tấu hài nữa mà em. Không có xịt nổi đâu. Vụ gì hù quỷ follow tôi vậy? Giá trị này là bao nhiêu? 700.000. Ủa giá trị nào? Mặt chị. Đúng rồi. Mặt chị tròn tròn. Ừ. Đau không vậy? Không có đau nha em. Em vừa ăn cơm vừa coi nè. Thấy chưa? Vừa ăn cơm vừa coi luôn. Thấy chưa mấy đứa? Đang ngậm gì đúng vậy? Tụi mấy cá.
Em vừa ăn cơm vừa coi nè. Bạn này mạnh mẽ chị ơi, gặp em là em khóc sưng mắt luôn á. Đúng rồi, bạn này mạnh mẽ. Nó bảo là giá chị mụn bao nhiêu, 500 tới 700 một lần nha em. Ca này chừng nào hết chị? Tầm 2 tháng nha em. Không đau đâu chị, đau không nói thành lời thôi. Đúng rồi đó em. Quay nhân mụn trên tay cho em xem với chị yêu nhiều nhân không? Ok. Ngừng 5 phút đi, 2 phút đi mọi người. Rảnh tay ra nè, nè nè mọi người. Em đi gì số nha. Lướm lưỡi luôn. Mọi người ơi, nghỉ ngơi chút xíu nha. Rất mụn rồi. Nè, nhân mụn nè, thấy chưa? Chị vậy? Ừ. Rồi, ok. Được chưa? Tiếp nha. Mình làm xong có mua thuốc bên chị không? Phải mua thuốc bên chị dưỡng về nha em, chứ đừng mua tùm tà la, không biết bảo đảm chất lượng đâu. Giọng gái Buôn Ma Thuột nó hay vậy đó chị à. Ừ đúng rồi, ước gì chị là người Buôn Ma Thuột. Có một bạn giọng Buôn Ma Thuột còn giọng còn nhức nách hơn nữa nha mọi người. Mình lấy đó ổn rồi nha. Không, một người cái giọng nhức nách luôn nha. Hết hồn. Giọng chị dễ thương quá à. Trời ơi, có 3-4 giọng luôn. Thuốc chị bao nhiêu? Thuốc chị 250 nha. Chúc anh lưng mau hết nha. Trời ơi, mới thấy có đứa có tâm luôn á. Người miền Tây hay hơn. Ừ vậy đi. Giọng chị hoài hết chị. Ừ giọng chị hoài đó. Hay mà đúng không phải? Không phải, bạn mình không tin. Bảo chị kia cầm móng tay trong vòng. Mấy kem dạng sale nha em. Anh lưng mau hết nha. Trời ơi, vậy chúc anh lưng, chúc bạn lưng mau hết. Hết mụn đi mọi người. Đừng ngồi ăn nha, chúc bạn thôi được rồi nha. Bạn đúng có 16 tuổi thôi nha. Mọi người ơi, quyên góp kêu gọi cộng đồng mạng ủng hộ cho bé này 5.000, 10.000 gì cũng được mọi người. Chị mụn nha. Anh lưng mau hết nha. Trời ơi, mấy đứa này nó dễ thương dữ vậy trời. Chúc tiếp đi mấy đứa. Bạn lưng đi, bạn lưng đi, đừng có anh lưng. Trọng Hòa Minh Di bao hay.
À em 16, đúng rồi, bạn mới có 16 tuổi thôi nha mọi người. Nên đừng có kêu bằng anh, kêu bằng bạn đi. K5 hả chị? Đúng rồi, K5 đó em. Ca này làm bao lâu mới có khuôn mặt đẹp vậy chị? 2 tháng nha Minh Anh ơi, 16 bằng em rồi. Ừ vậy thôi, chúc bạn mau có làn da đẹp đi mấy đứa. Ừ, sẵn quyên góp cho bạn 5.000, 10.000, 50.000, 100.000 cũng được nha. Để cho bạn đi điều trị mụn đó mọi người. Nó tốn hết 5 triệu bạc rồi đó mà chưa ra gì nè mọi người. Xong rồi tới bên mình còn có 1 triệu bạc nè. Mình xin phép chặn bạn Luân này khỏi cái Facebook của mình nha mọi người. Bye bye em. Ủa bạn Hưng, bình luận không có được vui vẻ. Bình luận gì vậy chị? Đù má nó đã chết đâu mà coi. Kêu gọi cộng đồng mạng quyên góp. Thấy vui gì không? Chặn luôn rồi. Bạn mua da đẹp điều trị mau hết nha. Chúc bạn. Ok, cảm ơn em nha. Ai đã từng bị mới hiểu và đồng cảm người đã bị, chúc bạn mau khỏi. Ok, cảm ơn mọi người nha. Bằng tuổi em, ùa. Lòi lòn bằng Hương rồi, ừ. Chị Hạnh đẹp quá, ừa. Chị nào cũng xinh hết, đúng rồi. Mình là tranh giảm anh. Chị bán serum hay thuốc à? Chị bán dạng thuốc với serum luôn nha. Em xinh thiệt, Hạnh xinh mà mấy đứa. Follow chị đi mấy đứa. Hạnh xinh đúng không? Ừ vậy follow chị đi. Thuốc dạng gel. Hello anh em, hello mọi người. Ủa Hưng Trần nè, ủa chị chặn em rồi mà Hưng. Anh em cộng đồng ủng hộ chị Hạnh. Hỏi bạn Hưng có chơi BD không chị? Cho em đặt lịch sáng làm nha chị. Ok nha. Ủa mai em lên hả Nguyễn Hồng Phúc? Không nha. Chị nào cũng xin trừ chị đang quay bên bay. Trời ơi em làm chị đau lòng quá tí nào. Có chị An là xấu à. Ừ chị An xấu dễ sợ. Follow chị đi rồi chị cho info chị Hạnh. Chê dụ gì? Ừ ai biết. Lấy bông khác đi chị ơi. Ừ đây chị lấy bông khác rồi đó em. Chặn rồi quay lại nữa. Ừ ủa chị nhớ chị chặn nó rồi mà đó. Nó lấy nít khác. 500 anh em chúc bạn mau hết. Trời cảm ơn em nha Mai Quốc Anh. Cho em đặt lịch đi chị với chị Hạnh. Đặt lịch đi em. Em lưng có gồng không em? Không có gồng miếng nào đâu nha. Chuẩn bị đứt hai con gân à. Trải nghiệm cái này là lần đầu tiên trong cuộc đời bạn trải nghiệm nha mọi người. Ai lần thứ hai? Em lại mới đây có một lần thôi hả? Mà nó nát banh banh như này luôn á hả? Tại trước đó nó cũng lên. Mụn ẩn với mụn thâm thì sử dụng sản phẩm gì ạ? À? Mụn ẩn với mụn thâm á thì xức thuốc xong rồi xức cái serum C lên. Hát sao bạn nha. Hát bạn nghe chị Hoài. Tối qua chị hát đó. Thằng Hương nó kiên trì dễ sợ, lóc lấy nít khác vô khịa tiếp. Ừ, nó cảnh ghê. Để nó khịa cái nào chị lóc tiếp. Ừ, chắc không phải Hương đó đâu em. Ha ha ha. Nó rồi đó em ơi. Phải em không Hương? Em sống khôn, em thác thì về em nói là phải em không nhà Hương? Lúc trước em cũng nhiều mà giờ đỡ rồi. Đỡ rồi phải sao? Coi cười xỉu. Ừ Vinh chỉ là chim vui lắm em. Coi chị cười kìa. Lóc lại lấy nít khác vô tiếp. Cả thanh xuân đi đi cả kìa hả? Học máu à, vui quá mấy đứa. Tự nhiên nay ca bụng nặng thì là nặng mà vui ghê luôn á. Vô coi like mà cười vậy. Không thể lẹn được cười với mặt bạn luôn á.
tiếp. Như bữa nay mà cười hết là từ ra không có gì cười đâu nha. Thôi đừng cười nữa nha. Chị mụn ở mũi làm sao vậy chị? Lấy nhân mụn ra cưng. Khánh ngay. Ừ, khách tấu hài nên spa sẽ tấu hài theo nha mọi người. Chị ơi, hai bao tơ tai mới đi chị. Không cần đâu em, sắp hết rồi. Cười mặt gì á. Vô coi like em chị chú ý giọng chị Hạnh ưa. Hạnh nói chuyện nghe chơi cưng. Mai chanh chúa. Lại đi tối nay chị dắt đi ăn hải sản cưng. Dạ. Ừ. Dạ. Nó lạ anh chị xưa giờ là chưa cho nó ăn hải sản bao giờ mọi người. Lạ lắm. Tôi cho thằng Giang tôi sống. Lúc trước em cũng dùng thuốc rượu hết xong giờ nổi lại quá trời hu hu vậy đó hả Tính Kiệt nè, bạn này cũng y chang vậy nè. Qua tấu hài. Chị mụn đầu đen ở mũi làm sao vậy chị? Không 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 có thay được nha, tại vì chị hồi chị còn chụp cái nhân mụn nữa nên không có thay được đâu. Thay là nó sẽ mất tiêu cái nhân mụn hết, không có được nha mấy đứa ơi. Quay lén chị Hạnh đi đi. Ừ để chị quay lén đó. Gì? Mọi người ơi, bây giờ mọi người quyên góp đi để cho mình có tiền ăn hải sản. Tiền bao đó hải sản nó mới cho like nha mọi người. Chứ nếu mà không cho nên hải sản nó không có chịu lên sóng đâu. Dễ sợ. Giọng chị Hạnh thật là dễ thương. Ừ. Chị mụn đầu đen ở mũi sao chị mày hỏi 8 lần rồi đó Nguyễn Đức Cường. Chị nói là lấy nhân mụn nha mới hết. Hỏi em luôn. Bóp. Chị hỏi được luôn. Nó hỏi nha chứ không phải chị hỏi nha Lưng. Đúng rồi. À để chị coi ai vậy. Trần Quốc Vệ. Đẹp đẹp thì được. Là hiểu rồi nha. Ca này nặng quá chị. Đúng rồi Hương. Bye bye anh em đi đây ha ha. Có lóc à kia thì đi cho ha, bỏ lóc à kia đi cho em đi. Chị mụn. Ừ Hưng để chút xíu bỏ lóc nha. Nghe chị mụn là chị bỏ hả em. Chắc mấy trăm nhân luôn. Đúng rồi em. Có ai đẹp hơn em Hạnh không? Có chị nè. Thế chị bảo chị Hạnh xuống nhà đi. Em đón đi ăn hải sản chỗ ghê. Em nghĩ hôm nay chị nó đòi nghỉ hôm nay đi ăn hải sản liền luôn rồi Đạt ơi. Không nặng mũi hả chị? Có, đợi chút xíu. Hỏi chơi thôi luôn ơi. Anh cao mấy 8 lận. Ủa liên quan gì? Cao mấy 8 thì liên quan gì? Ôi, đúng rồi, lưng nó cao lắm luôn á nha mọi người. Nó nằm hết cái giường của mình luôn đó nè. Nè, cái giường là 2 mét nha. Mà con nó nằm nè. Đó. Má không nhận mình nhiệt tình ghê. Trời ơi, chị mà gả em đi được á thì em nên cho chị cái đầu heo nha lưng. Thời của Hạnh đã tới. Đúng rồi. Chị hỏi anh Lưng coi học trường nào vậy chị? Học trường nào Lưng? Nguyễn Chí Thông nha mấy đứa. Nguyễn Chí Thành nha. Trời ơi, nghe cái thông thông mà phá lắm. Chị biết trường Nguyễn Hữu Hiền không? Trường Nguyễn Hữu Hiền không? Biết trường Nguyễn Hữu Hiền không? Biết trường Nguyễn Hữu Hiền không mấy đứa? Và sao nữa? Liên quan. Ê, nó đi là nguyện vọng một ở trường Nguyễn Thượng Hiền nó bị rớt nha mọi người chứ thiệt sự là nó học giỏi nha vậy đi. Ừ thiếu nửa điểm trường Nguyễn Thượng Hiền đó mọi người. Thằng Hưng qua mà nặng mụn thì chị tính tiền gấp đôi nó nha chị. Đúng rồi, chị sẽ tính tiền gấp đôi nó nha mấy đứa ơi. Chị ơi bao nhiêu tiền? 500 tới 700 nha mấy đứa. Lấy cho hết cái vùng càm ở dưới đây nha. Quá trời dưới đây nè mọi người ơi. Nhét vô. Ủa gì kỳ vậy? Chắc không có ấy đó. Chị bên kia không đọc comment của em. Đó thấy chưa, em có đọc comment đâu mà mọi người coi.
em quay lại em đi. Đi ăn hải sản. Chị áo hồng là người bạn của Lưng nha em. Cũng chưa có người yêu luôn. Nó mà nhiều cô nên nó không chịu hả? Chưa đúng gu. Kiểu này rớt nước mắt đúng rồi. Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Thượng Hiền điểm siêu cao đó, có người biết giá trị của em rồi đó Lưng. Cuối cùng cũng có người biết giá trị của em rồi Lưng ơi. Mà nó rớt nha mọi người. Nó không có đậu. Nó bị dưỡng cái gì đó nó vậy đó. Ôi mọi người ơi, đây nè, cái tư thế lấy nhân bụng như thế này nè, mọi người tự tưởng tượng là với cái mức độ như vậy nè là vất vả như thế nào mọi người tự hiểu nha, chứ không có ngồi lấy nữa nha. Đứng lấy luôn rồi đó. Nè coi cái nhân bụng ở dưới nè. Xỉu luôn, ở trên mặt tưởng đâu hốc xong hết rồi, muốn khỏe nghỉ khỏe rồi đó, lật xuống cái cổ cái xỉu ngang mọi người. Ừ. Giờ có khách cũng cho nằm đó luôn chứ giờ sao? Trời đất ơi. Chị ơi nhà anh nói vào không, chị vào nha em. Ừ, đúng rồi, cái ống tim của em này cái đầu nó sẽ nhỏ thì nó không có tổn thương sâu. Chị ơi đừng xóa video nha, chị đâu có xóa đâu em, trời ơi. Tội chị Hoài ghê, tội lắm em. Lớp anh còn mấy con bóng mén cũng đẹp lắm, để em nằm ai đó. Người ta thích trai thẳng nha. Nhìn chị kia nặng bụng khổ thế, để em bế chị áo hồng. Ừ bế chị nè em. Cái đó là chị nói thôi. Không có hay. Nó không có bình luận vậy, để chị thêm vô đó. Để đi đọc lại đàng hoàng cái bình luận của nó. Nhìn chị kia nặng mụn khổ thế, có cần em bế lên để nặng không? Nó là vậy đó. Không cần lắm nha em, mụn mẫn nhiều ghê. Ừ. Bạn này để nặng dữ vậy ta. Ừ sẽ không đi chịu mụn em để nặng dữ vậy. Tại chị mấy đứa rồi, tại chị nghỉ sớm lắm. Quay chị áo hồng được không chị? Không, nó không cho đâu em. Ừ, không nghỉ sớm là nó cách ly luôn mọi người. Dưới chỗ này đau hơn lỗ mũi nữa. Ừ, chỗ này chắc đau nhất ở trong cái mặt đó mọi người. Có không luôn. Ừ. Anh đó có bị đê không chị? Chị xin lỗi chị chưa? Ừ. Ừ còn nhiều lắm mấy đứa ơi. Bên cổ đau thấu tim gan. Ừ như mũi này mọi người thử coi. Chị biết rồi, hồi trước có đi nặng mụn mẫn, lúc đầu vô gồng dữ lắm, xong nặng cái lòi cục bê đê luôn á mọi người.